Xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, thì sau khi mà thua đậm 4 bàn trông thấy Nguyễn Phương Hằng và những người cuồng cuộn con á, đã ráo riết tìm cách này, cách kia, cách khác, mọi thông tin để đưa lên để hạ uy tín của Đàm Vĩnh Hưng. Chẳng hạn như ngày hôm nay, anh Đàm Vĩnh Hưng đã đáp chuyến bay đến sân bay Los Angeles lúc 10 giờ. Anh Hưng có liên hệ với Angie và Angie đón đưa anh Hưng rất là cẩn thận. Rồi sau đó đó thì về nhà nghe một tin nữa, mọi người nói là anh Đàm Vĩnh Hưng đã bị hủy show ở Mỹ hết rồi. Nghe thì không biết á, là có thật hay không, tại vì mình không phải là người trong cuộc, cho nên á, là mình cũng cảm thấy lo lo. Thì mình gọi điện cho anh Hưng và câu trả lời là đây, la la la. Anh chị, Anh ơi, tức gần chết luôn à. Mấy người kia nói đó là anh bị qua Mỹ bị hủy show hết rồi, anh confirm với em. Bực gì đâu là bực à. nè, anh đang mới hát xong live stream xong đó, mới tập xong đó, giờ tối hát nè. Ồ vậy hả? Mới tập xong anh live đó, anh vô sân bay của anh nghe mới live sân khấu xong đó, giờ chút xíu đi hát nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bởi vậy mấy người kia nói vậy cho nên đó là em nói là em muốn confirm với anh coi là đúng hay không, để em chúc em lên đó em sỉ vả mấy đứa đó chứ. Không có càng nào đủ tư cách hủy sâu đậm hơn hết, nói cho em biết, nói thẳng nói vậy Thôi vậy là em mừng rồi, chỉ cần hỏi anh nhiêu đó thôi. bé yên tâm nha. Dạ. Chút xíu được khoảng chừng 7-8 giờ là anh like rồi đó, anh like nè, anh like trực tiếp luôn nè. Và trên cái chỗ nào, Facebook hay là Anh YouTube? có đầu bên sân bay chứ. Ok, trên Facebook ha. Hiểu của anh là đẹp hơn có dấu. Rồi, ok anh. Rồi. Ok, Dạ, nha. ok anh. Mày. An tâm nha bé. Trời ơi, nghe cái câu mà dễ thương gì đâu luôn á. Nguyễn Phương Hằng mong mà nghe được cái câu đó từ Đàm Vĩnh Hưng, chắc có lẽ là tới chết luôn, không bao giờ nghe được câu đó à. Người gì đâu á mà ở bên Mỹ mà có người tới tận nơi để cho bánh kẹo mang từ Việt Nam qua. Trời ơi, nó quý quá gì đâu á. Mà không hiểu làm sao á, mà một người thì là CEO của một công ty chuyên làm chuyện tào lao, muốn kiếm một cái vé để vào gặp người nổi tiếng mà kiếm 3-4 lần mà không được một cái nào, nó khổ dễ sợ luôn á. Tội quá trời phải không các anh chị? Nhiều nữa mình phải up cái clip này lên liền, để không á thì kẻo trễ, mọi người hãy ủng hộ Vĩnh Hưng bằng cách á share cái clip này càng nhanh càng tốt, share rộng rãi để được tới tay tất cả những người hâm mộ anh Đàm Vĩnh Hưng, cũng như là tới tay tất cả những cái con cuồng cuộn con để cho nó quê chơi nha. Không ai có tư cách để mà quỷ show anh Đàm Vĩnh Hưng hết đó. Nói với những cái con cuồng cuộn con như vậy đó, mọi người nhớ share nha. Mỗi một người một tay share dùm ngay lập tức. Thank you tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé.